Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lượng chất béo trong một chiếc bánh trung thu bằng một hoặc là hai lần lượng chất béo trong một bát phở bò hoặc phở gà. Cùng với đó thì ăn bánh nướng hay là bánh dẻo thì rất dễ khó tiêu do nhiều chất béo, chất đạm động vật. Nếu ăn nửa chiếc bánh dẻo hoặc là bánh nướng thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm cùng với lượng thức ăn tương ứng, đồng thời phải tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa tăng đường huyết nhanh. Nếu không giảm phần cơm thì thể dục nhẹ nhàng bằng cách đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Vâng ừ, và chủ loại bánh trung thu ngày càng đa dạng cả về hình thức lẫn giá tiền. Đắt đỏ nhất có lẽ là chiếc bánh trung thu làm bằng vàng nguyên chất đang được bán ở Trung Quốc. Nhân dịp Tết Trung Thu thì một dịp lễ lớn ở quốc gia này thì các cửa hàng trang sức đã tung ra những mẫu trang sức hình bánh Trung Thu đẹp mắt với những hoa văn trang trí cầu kỳ. Vì đẹp lại có ý nghĩa nên những chiếc bánh đặc biệt này đang bán rất chạy và nhiều người lợi dụng dịp này để mua bánh trung thu bằng vàng để biếu các sếp. Mỗi hộp bánh trung thu như thế này thì có giá lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ.